Bộ Y tế lập bộ phận thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch Covid-19. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, còn những mầm bệnh len lỏi âm thầm trong cộng đồng, nghiên cứu cách ly F1 tại nhà. Tại Đồng Nai, một công ty ở khu công nghiệp Amata tạm ngừng hoạt động vì có ca F1. Bác nhéo hiến đất, tách thửa ở Bảo Lộc, thêm một trưởng phòng bị đình chỉ. Vụ quay số trúng nhưng không được đổi ở Hậu Giang, lỗi do người quay số. Quý vị đang theo dõi một tin trong nước sáng ngày 15 tháng 6 của DKN TV. Và sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chiều ngày 14 tháng 6 đã ký quyết định thành lập Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ chống dịch COVID-19 lần 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm trưởng bộ phận. Có 3 cán bộ là Phó trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt gồm ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, chịu trách nhiệm công tác điều trị. Ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm công tác điều tra, giám sát dịch và công tác xét nghiệm. Ông Đặng Văn Chính, Viện trưởng Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm về công tác cách ly y tế và xử lý môi trường. Cùng đó, bộ phận thường trực có 6 thành viên. Ông Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt, được dùng quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế để điều động, huy động về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các thành viên tuân thủ theo sự chỉ đạo, điều hành của trưởng bộ phận. Thưa quý vị, tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 14 tháng 6, trả lời câu hỏi liệu giãn cách xã hội 2 tuần có thể dập dịch COVID-19 thành công hay không, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho rằng, không có nhà chuyên môn nào dám khẳng định giãn cách 2 tuần sẽ thành công. Ở nước ngoài, thời gian giãn cách có khi kéo dài vài tháng. Dịch có giảm hay không phụ thuộc vào ít nhất 2 yếu tố. Thứ nhất là mầm bệnh trong cộng đồng ở mức độ nào, lây lan ra sao trước giãn cách. Thứ hai là việc tuân thủ giãn cách có thực hiện đúng hay không. Theo ông Dũng, mầm bệnh COVID-19 hiện nay đang được đánh giá là âm thầm lây lan trong cộng đồng. Cụ thể là khi truy vết chủ lây nhiễm nhóm truyền giáo Phục Hưng, phát hiện những trường hợp F4, F5 trước đó đã đưa đi cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa. Tuy nhiên, đến nay số ca nhiễm cũng giảm dần. Một số trường hợp mới phát hiện như có 48 ca nhiễm được phát hiện từ sàng lọc ở bệnh viện. Nếu không cảnh giác, 48 trường hợp này lây lan vào bệnh viện thì nguy hiểm như thế nào? Vậy còn bao nhiêu người không đến khám vì không có triệu chứng? Không ai biết được con số này. Hiện nay, mầm bệnh len lỏi trong cộng đồng và những chuỗi đang khoanh vùng xử lý vẫn còn mầm bệnh âm thầm. Vì giãn cách là cần thiết, nếu không khi gia tăng mật độ tiếp xúc, chắc chắn mầm bệnh phát tán, bùng phát. Ông Dũng cho hay. Về việc lấy mẫu xét nghiệm theo diện rộng, theo ông Nguyễn Trí Dũng, trước khi có dịch xảy ra, Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá những ngày nghỉ là lớn như 30 tháng 4, 1 tháng 5. Ngành y tế đã giám sát ngẫu nhiên ở sân bay hàng ngày với tỷ lệ 10-20% và chưa phát hiện trường hợp dương tính nào. Lấy mẫu 25.000 mẫu ở khu công nghệ cao Thành phố Thủ Đức có kết quả âm tính. Xét nghiệm ở khu công nghiệp khoảng 65.000 trường hợp đều không có ca dương tính. Tuy nhiên, gần đây phát hiện 6 trường hợp là công nhân và hiện chưa có sự lây lan trong khu công nghiệp. Việc tầm soát 13-14 triệu dân không phải đơn giản mà cần đánh vào nơi có nguy cơ. Ví dụ như tại huyện Hóc Môn, tầm soát ở khu vực chợ, nơi bán lẻ, đặc biệt ở nơi đã xuất hiện ca dương tính, khu vực có người mắc COVID-19 và những vùng lân cận xung quanh, lãnh đạo HCDC cho biết. Cũng tại cuộc họp báo thông tin về dịch COVID-19 vào chiều ngày 14 tháng 6, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng cho biết, theo quy định hiện nay, các trường hợp F1 phải đi cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm của F1. Theo ông Hưng, giải pháp thực hiện cách ly tại nhà cho cả F1 là có thể thực hiện. Việc cách ly tại nhà như vậy sẽ giúp tâm lý của người bị cách ly nhẹ nhàng hơn do được ở chung với người thân. Mặt khác, các cơ quan chức năng cũng đỡ phải chuẩn bị cơ sở vật chất để cách ly khi số lượng người F1 tăng lên. Tuy nhiên, ông Hưng cũng cho hay không phải nhà nào cũng đủ điều kiện để cách ly. Theo quy định của Bộ Y tế, nếu nhà ở không đủ điều kiện cách ly thì phải cách ly tập trung. Đây cũng là hạn chế của quy định này. Mặt khác, việc cách ly F1 tại nhà cũng phải tính toán đến giải pháp giám sát, sự tuân thủ của những người bị cách ly tại nhà. Như hiện nay, quy định hộ gia đình phải cam kết với địa phương các điều kiện như ở trong phòng riêng, không được ra khỏi nhà, có cán bộ y tế và cán bộ địa phương giám sát.
Do vậy, việc cách ly tại nhà cũng cần một lực lượng của cơ quan nhà nước giám sát, chứ không phải không có. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang cân nhắc thí điểm để F1 cách ly tại nhà ở một số khu vực, sau đó nhân rộng ra. Đồng thời, Sở cũng hướng tới sử dụng công nghệ để giám sát người bị cách ly, nhưng phải tính toán để làm sao không vi phạm quy định pháp luật. Thưa quý vị, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai vào ngày 14 tháng 6 cho biết đã đề nghị công ty Map Pacific Singapore thuộc khu công nghiệp Amata, Thành phố Biên Hòa tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 vì có ca F1 xuất hiện tại công ty này. Cụ thể, F1 này là anh NTD, 38 tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, làm trưởng bộ phận SEO. Anh NTD là F1 của anh họ, được xác định là F0 vào tối ngày 11 tháng 6. Theo điều tra dịch tễ, ngày 3 tháng 6, anh NTD đến nhận việc và làm việc tại công ty. Ngày 4 tháng 6, anh D đi làm bình thường bằng xe đưa đón của công ty. Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 6, anh NTD không đến làm việc. Sáng ngày 11 tháng 6, anh D đi xe đưa đón từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống công ty nộp đơn xin nghỉ việc. Trên xe có 4 người làm cùng và tài xế. Anh D đến công ty có tiếp xúc với bảo vệ, trưa cùng ngày theo xe đưa đón về lại nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của Thành phố Biên Hòa, đây là ca F1 nguy cơ cao. Số lượng F2 là 160 người và ở nhiều nhà trọ trên địa bàn. Do đó, Thành phố Biên Hòa đã yêu cầu ngành y tế khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết để hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan. Trước đó, vào ngày 7 tháng 6, Thành phố Biên Hòa thông báo có một ca F1 ngụ Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại công ty Thompo, nằm trong khu công nghiệp Amata, với hơn 850 công nhân. Thành phố Biên Hòa đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng rất may cho đến tối ngày 9 tháng 6, ca này có kết quả âm tính. Thưa quý vị, tình trạng hiến đất, tách thửa bát nháo trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã khiến 3 cán bộ bị tạm đình chỉ công tác. Đến nay, thêm người thứ tư là ông Bùi Thanh Trung, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố cũng bị đình chỉ. Ngày 14 tháng 6, tỉnh Lâm Đồng ra văn bản yêu cầu thành phố Bảo Lộc tạm đình chỉ công tác đối với ông Bùi Thanh Trung, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố này để kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong việc xây dựng đường giao thông dẫn đến làm đường, tách thửa không đúng quy định. Ông Trung sẽ bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 16 tháng 6. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố Bảo Lộc có trách nhiệm phân công chức tạm thời lãnh đạo, điều hành hoạt động của phòng quản lý đô thị thành phố Bảo Lộc. Trước đó đã có 3 cán bộ giữ các chức vụ quan trọng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc bị tạm đình chỉ công tác vì liên quan đến các vấn đề trên, bao gồm ông Đậu Công Hải, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bảo Lộc, ông Trần Lê Duẩn, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố và ông Nguyễn Văn Hán, chủ tịch xã Đam Ri. Ủy ban nhân dân tỉnh còn yêu cầu xem xét xử lý tạm đình chỉ công tác những công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường vì liên quan đến giải quyết tách thửa trái quy định, quản lý chưa chặt chẽ, chưa kiên quyết, có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn Bảo Lộc. Như báo chí đã phản ánh, từ cuối năm 2020 đến nay, thành phố Bảo Lộc xuất hiện tình trạng phân lô, bán nền với hàng chục dự án được quảng cáo rầm rộ. Đa phần là những dự án không được cấp phép, do người dân tự lập, tự làm đường và tách thửa, bán nền, dẫn đến con số bất động sản chưa từng có tại địa phương này. Với chiêu thức hiến đất mở đường, người ta đua nhau đưa xe cơ giới vào cày nát các đồi chè, tách thành hàng ngàn thửa đất với đường giao thông mở chặn dịch bên trong. Trước tình hình đó, tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu tạm ngưng tách thửa trên địa bàn toàn tỉnh để đánh giá thực tiễn, bằng biện pháp quản lý đất đai hiệu quả, bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị, vào chiều ngày 14 tháng 6, công ty xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang ra thông cáo báo chí xung quanh việc vé số trúng giải nhì của công ty nhưng không được trả thưởng. Theo thông cáo này, trong 2 ngày qua, trên phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh đăng tải một số thông tin về kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kỳ vé K2-T6 mở thưởng vào ngày 12 tháng 6 tại giải nhì, 15 triệu đồng, có một số thông tin chưa chính xác. Theo xổ số kiến thiết Hậu Giang, lúc 16 giờ 15 phút ngày 12 tháng 6, xổ số kiến thiết Hậu Giang tổ chức quay số mở thưởng kỳ vé K2-T6 dưới sự giám sát của Hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh. Trong quá trình quay số mở thưởng đến giải nhì, Hội đồng phát hiện phát thanh viên đọc kết quả không đúng với trái banh được sổ. Thiếu Nhi đứng hàng đơn vị cầm trái banh được sổ là số 6, nhưng đưa bản báo là số 7. Sau đó, Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh đã họp kiểm tra thống nhất xác định. Em Thiếu Nhi quay số đứng hàng đơn vị để rút nhầm thẻ báo số hàng đơn vị là số 7, thay vì rút thẻ báo số là số 6 mới đúng theo trái banh được sổ. Điều này khiến phát thanh viên đã phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang đọc số theo thẻ báo số, không đọc theo trái banh được sổ.
Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết tỉnh xác nhận kết quả mở thưởng giải nhì kỳ bé K2T6 có kết quả trên các trái banh được sổ đúng theo thứ tự là 92616. Sau đó, công ty sổ số kiến thiết Hậu Giang đã thông báo kết quả kỳ bé K2T6 mở thưởng vào ngày 12 tháng 6 theo ý kiến thống nhất của hội đồng giám sát. Chiều tối ngày 12 tháng 6, một đại lý vé số tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ có nhận đổi 3 tờ vé số trúng giải nhì của công ty sổ số kiến thiết Hậu Giang kỳ bé K2T6 với giải số 92617. Khi nhận vé số, chủ đại lý đã dò kết quả trên mạng và tổng đài trái kết quả có thông tin giải nhì gồm giải số 92617. Tuy nhiên, khi chủ đại lý vé số này đem đến chi nhánh công ty sổ số kiến thiết Hậu Giang thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để đổi thưởng, thì nhân viên ở đây cho biết có sai sót và gửi lời xin lỗi. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang cho biết, căn cứ trả thưởng được thực hiện theo kết quả công bố của Hội đồng giám sát. Kết quả này được thông báo rộng rãi và trong trường hợp vé số kỳ vé K2T6 giải nhì có dãy số 92617 không được trả thưởng. Bản tin trong nước sáng ngày 15 tháng 6 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.